tất cả các bạn đến với kênh Thế Cương Kênh Minh nhé. Mình quay trở lại với đội hình Manchester United. Chelsea tiếp. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để trận đấu bắt đầu. Michael Ballack. Một sức ép tấn công nhưng cầu thủ phòng ngự đã ngăn chặn xuất sắc. Rio Ferdinand. Varan. Một quả phát bóng lên cho thủ môn. Wan-Bissaka. Một pha chạm bóng kỹ thuật như của một ảo thuật gia. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Đó là một tình huống phạt góc. Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Frank Lampard. Anh ấy đang bị vượt qua tương đối dễ dàng. Một ngày thi đấu không tốt của hậu vệ. Danny Van der Beek. Michael Essien. Andrei Shevchenko. Một pha chuyền bóng chính xác. Bàn thắng mở tỷ số. Trận đấu đã được khai đồng thế bê tắc. Frank Lampard đã có một bàn thắng hoàn hảo và chứng minh cho đẳng cấp của mình. Trận đấu vẫn đang có tỷ số 1-0. Malaysia. Michael Ballack. Rio Ferdinand. Danny Van der Beek. Gullit. Đó là pha lấy bóng xuất sắc và giờ họ sẽ có cơ hội để tấn công. Đội đã xuất hiện. Đúng một sút. Malaysia. Chris James. Michael Ballack. Cristiano Ronaldo. Một tình huống đoạt bóng thành công. Đây sẽ là cơ hội phản công nguy hiểm. Một cú sút. Thủ môn vừa có một pha cản phá xuất sắc. Gullit. Khán giả đang vô cùng thích thú với pha xử lý rất kỹ thuật vừa rồi. Kỹ năng lừa bóng siêu hạng và nó giúp anh ấy một tình huống dứt điểm. Nổ súng, phát bàn đẳng cấp xuống bên dưới. Vâng thưa quý vị, đội trưởng đã lập công, thật đặc biệt. Tỷ số hiện đang là 2-0. Malaysia. Rosford. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Michael Essien. Malaysia. Một tình huống dứt điểm. Frank Lampard đã nổ súng, phát ghi bàn đẳng cấp. Hai trận ấy trong trận đấu hôm nay, một ngày thi đấu bùng nổ. Tỷ số lúc này đang là vô cùng cách biệt rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống ném biên.
Cucurella, Bruno Fernandes, Danny Van der Beek, Rashford. Một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Đó là tình huống phòng ngự mẫu mực. Michael Ballack. Một tình huống, cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Cơ hội đã trôi qua với pha cản phá vừa rồi của thủ môn. Anh ấy đã đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện tình huống phạt góc. Cú sút đơn giản và thủ môn đã không gặp khó khăn để ngăn cản. 45 phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra vô cùng thất vọng cho đội bị dẫn bàn. Các khán giả mong rằng họ sẽ có sự thay đổi trong hiệp đấu thứ hai. Đường truyền về cho đồng đội. Ulit. Dầu cao. Bao giờ họ tổ chức tình huống phản công. Một đường truyền lơ lửng thành công. Scott McTominay. Vâng, đó là một pha đánh chặn ngay. Michael Ballack. Cristiano Ronaldo. Đó là cú sút. Đó là tình huống dứt điểm tốt. Nhưng thủ môn đã bắt gọn trái bóng. Pha phản công đang được các cầu thủ dàn xếp rất kỹ lưỡng. Rashford. Bastian Schweinsteiger. Michael Essien. Joe Cole. Đó là pha phản công. Đó chính xác là một cú sút. Và ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Phải đây. Phong độ của thủ môn đang chạm đáy mất rồi. Anh ấy phải chịu trách nhiệm cho bàn thua vừa rồi. Khoảng cách rất lớn về mặt tỷ số. Một pha phạm lỗi, đó chắc chắn sẽ là quả đá phạt trực tiếp. Michael Ballack. Anh ấy đang ngăn chặn kịp thời. Frank Lampard. Một cú sút. Và cú đua tuyệt vời của thủ môn đã từ chối bàn thắng đó. Một lúc trong ngày thi đấu hôm nay, anh ấy đã có một ngày thi đấu rực sáng. Tỷ số hiện đang là 5-0. James, Michael Essien, anh ấy đang truyền pha căng ngang vào trong. Andrei Shevchenko, pha sút bóng đi chạy mục tiêu khá xa. James. Đội bóng đang dẫn trước. Họ đã chơi áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu của cuộc so tài ngày hôm nay. Một tình huống dứt điểm. Đó là bàn thắng rút ngắn cách biệt cho đội bóng. Mùa
một pha dứt điểm đội bóng đi không quá mạnh cũng đủ xoáy để hạ gục đối phương. Vâng, tỷ số lúc này đang là 5-1. Michael Essien, Joe Cole, những đường chuyển rất tốt, họ đang kéo giãn đội hình đối phương. Một tình huống dứt điểm và ghi bàn cực kỳ đẳng cấp. Bàn thắng đã được ghi, anh ấy đã có cú hat-trick trong ngày hôm nay. Trận đấu đang có tỷ số 6-1. Đường chuyền bóng chính xác, bóng đã tới chân đồng đội. Bruno Fernandes,